Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với khóa học Photoshop từ cơ bản đến nâng cao. Và trong các bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá là nhiều về các cái công cụ giúp cho bạn quản lý màu sắc ở bên trong phần mềm Photoshop rồi. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về một cái công cụ như vậy. Các bạn sẽ vào trong phần Image này, Adjustment, và các bạn sẽ thấy có một cái lệnh là Color Balance. Thì như cái tên các bạn cũng thấy rồi, Color Balance có nghĩa là cân chỉnh về màu, cân bằng về màu. Và phím tắt của lệnh này là phím Ctrl B. Khi các bạn gọi lệnh này ra thì bạn sẽ thấy có một cái bảng điều khiển như thế này. Và trong này, điều đầu tiên mà các bạn quan sát được đó là chúng ta sẽ không có điều chỉnh theo các cái kênh màu, và chúng ta chỉ điều chỉnh một cách tổng thể về màu sắc thôi. Và lệnh Color Balance thì được chia làm 3 phần. Cái phần thứ nhất là Color Balance, là cái khu vực mà chứa các cái thanh trượt với 6 cái màu cơ bản các bạn thấy, bao gồm là Cyan, Red, Magenta, Green, Yellow và Blue. Cái khoang thứ hai là khoang về tone balance, là cái khoang giúp cho các bạn lựa chọn cái khu vực màu mà chúng ta muốn tác động đến, hay còn gọi là màu cục bộ. Và cái khu vực thứ ba là cái khu vực lựa chọn, bao gồm OK, Cancel và Preview, giúp cho các bạn lựa chọn cái lệnh của chúng ta. Để có thể sử dụng được cái lệnh Color Balance thì chúng ta sẽ có một vài cái trường hợp cơ bản. Cái trường hợp đầu tiên là cái trường hợp chúng ta sẽ xử lý màu của bức ảnh mà bị ám một cái màu nào đó. Ví dụ như các bạn, bức ảnh mà các bạn đang thấy ở trên màn hình là một cái bãi biển và nó bị ám một cái màu vàng, đúng không? Các bạn quan sát ở phần bóng đổ này, phần của đất, của biển thì các bạn thấy là nó bị ám vàng. Đó, thì những cái trường hợp mà bức ảnh của chúng ta bị ám màu một cách cục bộ như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái lệnh Color Balance để cân chỉnh lại cái màu sắc cho bức ảnh của chúng ta nó về đúng với bức ảnh gốc, màu gốc. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có những cái màu nó cũng bị ám màu như thế này, tuy nhiên thì nó ám màu theo từng khu vực, tức là có những khu vực sáng tối khác nhau nó bị ám màu, chứ không phải là khu vực nào cũng bị ám màu, thì chúng ta cũng sẽ nghĩ đến lệnh Color Balance. Và cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà chúng ta muốn biến một cái bức ảnh ở dạng màu đen trắng trở thành một bức ảnh màu, thì chúng ta cũng sẽ nghĩ tới lệnh Color Balance để chúng ta có thể điều chỉnh được nó. Được chưa? Thì đầu tiên là về cân chỉnh về màu sắc của một bức ảnh nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh Color Balance, phím tắt là Ctrl B, chúng ta gọi ra nó như thế này. Ở trong này thì nguyên tắc hoạt động của Color Balance là cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là bạn sẽ phát hiện ra cái màu của cái bức ảnh của chúng ta đang bị ám là màu gì. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh ngược lại ở trên cái thanh trượt của chúng ta là được, bao gồm 6 cái màu cơ bản. Ví dụ như bức ảnh của chúng ta đang bị ám màu vàng thì việc của chúng ta chỉ cần là kéo cái thanh trượt của chúng ta ngược với thanh màu vàng, tức là ngược với thanh yellow này, kéo sang blue. Đó, thì các bạn thấy là ngay lập tức cái bức ảnh của chúng ta nó đã được cân chỉnh về cái màu rất là tốt như vậy rồi. Ngoài ra thì trong quá trình mà chúng ta làm việc thì các bạn sẽ để ý cho tôi là một số cái cặp màu tương hỗ. Ví dụ như là màu Cyan Blue này, Red Magenta này, Green Yellow, thì nó sẽ giúp cho các bạn không chỉ cân chỉnh về màu mà nó còn làm cho các bạn tăng cường cái độ no màu nữa. Thì đó là cái cặp màu. Tức là khi mà bạn chỉnh căn chỉnh Blue thì các bạn có thể tăng Cyan lên để làm cho cái vùng cây của chúng ta nó trở nên rực màu hơn một chút. Hoặc là ví dụ như bạn chỉnh màu đỏ thì bạn sẽ chỉnh phần magenta lên một chút, thì tùy từng bức ảnh mà chúng ta sẽ nhớ đến các cái cặp màu tương hỗ. Tôi nhắc lại này, Cyan Blue, Red Magenta, Green và Yellow. Đó. Thì khi mà chúng ta điều chỉnh như này thì bạn có thể xem ngay kết quả trước và sau này. Một cái bị ám vàng và một cái đã được xử lý giống như các bạn đang thấy ở trên màn hình. Được chưa? Sau đó thì bạn nhấn OK để chúng ta kết thúc lệnh thôi. Trường hợp thứ hai này, với bức ảnh bãi đá này thì bạn thấy rằng là cái bức ảnh của chúng ta đang bị ám một cái màu xanh nước biển, trong khi là bức ảnh của chúng ta là một bức ảnh được chiếu ánh sáng mặt trời vào. Có nghĩa rằng là gì ạ? Bản chất của bức ảnh của chúng ta phải ám màu vàng nó mới đúng, chứ nó không phải là ám màu xanh như thế này. Và khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc là ảnh bị ám màu thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là Color Balance, phím tắt là Ctrl B. Nhưng mà bạn quan sát kỹ hơn một chút thì bạn sẽ thấy rằng là những cái khu vực mà bức ảnh của chúng ta nó có màu sáng, tức là nó sáng màu ấy, thì nó mới bị ám màu thôi. Còn những khu vực tối này, như phía sau của tảng đá hay là dưới nước như này, thì nó lại không bị ám màu. Cho nên là nếu như bạn để chữ Minstone và bạn điều chỉnh ngược lại blue, đúng không, màu nước biển này, thì bạn thấy rằng là cái viên đá của chúng ta nó lại sẽ bị ám vàng như thế này, và có vẻ như là nó lại không hợp lý lắm.
Cho nên là gì ạ? Thay vì cái việc chọn Minstone, có nghĩa là chúng ta chọn chọn một cái màu cân bằng, thì chúng ta sẽ lựa chọn highlight, tức là điều chỉnh những cái khu vực sáng lên một chút để giảm cường độ màu xanh. Đây, các bạn kéo này. Đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ được điều chỉnh như thế này. Tương tự như vậy thì bạn có thể điều chỉnh những phần shadow xuống một chút. Một chút thôi, chúng ta điều chỉnh, chúng ta thấy ám cái màu gì thì chúng ta điều chỉnh màu đó. Đây. Kéo dịch phần blue lên vì cái khu vực màu tối này nó hơi ám vàng mà, thì chúng ta điều chỉnh lại một chút, lệnh dịch blue lên một chút này. Thì chúng ta sẽ loại bỏ được màu vàng ở phần phía sau, thì ánh sáng của chúng ta nó sẽ cân bằng và nó hợp lý hơn. Còn với phần cháy sáng ở phía bên cái bờ biển này thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là Hue Saturation, phần chỗ U, đúng không ạ? Và chúng ta nhấp vào cái phần màu vàng của chúng ta hoặc là vào trong master này, lựa chọn kênh Yellow và chúng ta điều chỉnh lại một chút ở phần Saturation. Các bạn nhớ bài học hôm trước không ạ? Đây, thì lúc này bãi biển của chúng ta nó sẽ tuyệt vời hơn. Đó, và cuối cùng thì bạn nhấn OK thôi. Và cái trường hợp thứ ba mà lệnh Color Balance giúp cho chúng ta có thể sử dụng được về màu sắc cũng như là quản lý chúng, đó là khôi phục màu cho bức ảnh. Ở đây thì tôi đang có một bức ảnh bông hoa trắng đen như thế này. Và trong trường hợp mà bạn muốn biến đổi cái bông hoa này và đưa nó thành một cái màu mà các bạn mong muốn, giả sử như là màu đỏ đi, thì chúng ta sẽ nhớ ngay tới lệnh Color Balance các bạn nhé. Với trường hợp này thì bạn sử dụng Hue Saturation nó sẽ không có tác dụng gì cả, mà bắt buộc là bạn phải sử dụng Color Balance, tính tắt là Ctrl B. Đó. Thì lúc này bạn muốn cái đối tượng của chúng ta trở thành màu gì thì bạn sẽ kéo cái thanh trượt của chúng ta về màu sắc đó. Chẳng hạn như tôi muốn bông hoa này màu đỏ thì tôi sẽ kéo nó sang màu đỏ này. Được chưa? Và màu tương hỗ của cái màu đỏ red là gì ạ? Là magenta đúng không? Cho nên là tôi sẽ dịch sang magenta này. Bạn thấy không ạ? Khi chúng ta dịch như thế này thì cái màu của bông hoa sẽ trở nên rực rỡ và sắc nét hơn. Dịch sang yellow một chút. Đó, thì cái bông hoa của chúng ta đã trở nên đỏ như thế này rồi. Sẽ các bạn hỏi rằng là thế bây giờ mà cái này nó được điều chỉnh như vậy thì cái phần nền của chúng ta nó cũng đỏ thì sao? Thì tất nhiên là trước khi mà chúng ta sử dụng cái lệnh Color Balance thì chúng ta phải cắt riêng bông hoa, phần nền riêng và cái cuống của bông hoa này riêng đúng không? Thì chúng ta mới có thể điều chỉnh được. Tôi lấy ví dụ. Chúng ta tạo ra vùng chọn bao lấy phần bông hoa như này. Shift F6 là mở biên đúng không? 2 này, Enter. Nhấn phím Ctrl B và chúng ta điều chỉnh thanh sang red này. Magenta. Dịch lên một chút. Yellow dịch một chút. Thì chúng ta đã được màu đỏ của bông hoa đúng không nào? Ctrl Shift Y đảo ngược vùng chọn đối màu nền. Ví dụ như tôi muốn cái màu nền này hơi xanh một chút đi. Ctrl B. Màu xanh lá cây đúng không? Dịch nó sang màu xanh này. Màu tương hỗ của nó là cyan, cho nên là tôi sẽ dịch sang cyan một chút. Và dịch phần blue sang một chút nữa. Chúng ta được một cái như này. Ở cái phần cuống hoa này nó cũng tương tự thôi. Chúng ta lại tạo vùng chọn cho phần cuống hoa. Shift F6 là mở biên. Còn chỗ B để chúng ta điều chỉnh màu. Đưa nó sang màu xanh. Đưa nó màu xanh sang màu xanh lá cây. Tương hỗ của green là yellow. Nhấn OK và nhấn phím Ctrl D thì bạn thấy rằng là cái bức ảnh của chúng ta nó đã được như thế này rồi. Và tất nhiên thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh Ctrl B nhiều lần để cân chỉnh lại màu cũng như là tạo ra một cái đối tượng với màu sắc phù hợp. Đây, Ctrl B tăng đỏ lên một chút này. Đó. Các bạn thấy OK hơn không ạ? Thì đó là cái ứng dụng của lệnh Color Balance ở bên trong phần mềm Photoshop. Và chúng ta phải ghi nhớ cái lệnh này rất là nhiều. Và trong bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hành với lệnh Color Balance để đổi màu sắc của một cái chậu họa sen, giúp cho các bạn có thể củng cố được cái kiến thức của lệnh Color Balance ở bên trong phần mềm Photoshop. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.